Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe tôi nói này. Khi bạn nói về Ngài, bạn nghe về Ngài, nó khác với bạn trò chuyện với Ngài. Bạn nói về Thủ tướng Đức, bạn nghe về Thủ tướng Đức, khác với bạn gặp gỡ trò chuyện với Thủ tướng Đức. Bạn nghe về Chúa, bạn nói về Chúa, khác với bạn gặp gỡ trò chuyện với Chúa. Amen. Ai là người chồng tại đây giơ tay tôi xem. Tôi muốn nói với bạn, tôi là người chồng, tôi yêu vợ của tôi 13 năm hơn rồi, nàng vẫn lôi cuốn tôi. Tôi nói về vợ tôi, tôi nghe ai đó nói về vợ tôi khác với tôi nằm cạnh vợ của tôi và trò chuyện với vợ của tôi. Amen anh chị em. Bởi vậy cho nên chúng ta được ơn được tiếp xúc với Đức Chúa Trời, được thờ phượng Ngài. Amen. Đối với tôi, dường như điều đó quan trọng hơn là nói về Ngài nữa cơ. Dường như nó quan trọng hơn là nghe về Ngài nữa cơ. Bạn ơi, trên thiên đàng chúng ta sẽ mặt đối mặt với Ngài, đời đời thờ phượng Ngài, hay biết bao nhiêu. Amen. Từ thờ phượng, tiếng Hebrew, nó được dịch ra một trong ý nghĩa của nó là hôn và hướng về ai đó. Thờ phượng Chúa có nghĩa là bạn hôn Chúa và hướng về Ngài. Hay không anh chị em? Nó là một mối quan hệ gần gũi giống như vợ và chồng trong phòng kín vậy. Thờ phượng Chúa là hôn Ngài, hướng về Ngài. Chứ nên tại sao người đàn bà tội lỗi mang bình dầu thơm sức chân Ngài, hôn chân Chúa, lấy tóc lau chân Ngài mà Ngài lại để cho bà làm điều đó? Bởi vì bà đang thờ phượng Ngài đó anh chị em. Tôi không biết thời gian lúc đó là bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng đồng hồ, mà anh chị em biết rằng phụ nữ mà khóc thì không dưới nửa tiếng đâu. Mọi người hiểu không? Buổi nhóm rất là đông người, mà người phụ nữ đó chạy tới khóc, nước mắt rơi xuống chân của Chúa, lấy dầu thơm lau chân Chúa, hôn chân Ngài không ngừng. Chúa để yên cho bà làm, bởi vì bà đang làm một hành động, thái độ của bà là thờ phượng Ngài. Bởi vậy cho nên Ngài vô cùng đẹp lòng khi bạn và tôi thờ phượng Chúa. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện trong trại đông vừa rồi. Người nữ nghệ sĩ piano rất là đại cạc, đánh bài đàn, cả những người trưởng thượng đó vỗ tay chúc mừng bà, khen bà hết lời. Nhưng có một vị mục sư được mời tới, Chúa đặt đè vào lòng của vị mục sư này một câu nói. Ông ta tiến lại gần với cô gái trẻ đẹp đó và nói rằng: thưa cô, nếu không nhờ huyết của Chúa Giêsu thì giá trị của cô với những cô gái điếm ở trên đường phố London như nhau. Nếu không nhờ huyết của Chúa Giêsu thì giá trị của cô với những người đàn bà vô gia cư ngoài đường phố London kia như nhau. Nói xong, người đàn ông đó quay lưng trở về. Người phụ nữ bực tức trở về khách sạn của mình dằn vặt. Gần sáng bà tỉnh dậy, quỳ gối ăn năn tội. Bà nhớ lại những lời dạy của bố mẹ bà về Chúa Giêsu. Bà tiếp nhận Chúa Giêsu bước vào đời sống của mình, xin huyết của Ngài rửa sạch. Bà đã viết một áng văn thơ phổ nhạc thành một bản nhạc thật là hay. Bạn ơi, bà ta đã kể câu chuyện đó đó. Tôi muốn nói với anh chị em biết, đừng khinh bỉ bất kỳ một ai. Bạn có thể hơn địa vị của họ, nhưng giá trị của tôi và bạn với những người chưa có mặt tại đây và tại chợ Đồng Xuân không khác gì nhau. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng không khác gì. Chúng ta chỉ khác ở một chỗ, tôi và bạn được nghe điều mà họ chưa được nghe. Tôi và bạn đã nhận được điều mà họ chưa được nhận. Hãy cầu nguyện cho họ. Amen. Amen anh chị em. Một điều nữa tôi muốn nhắc. Trong hội thánh của chúng ta, với một tấm lòng yêu mến lẫn nhau, đừng bao giờ xét đoán người khác. Có những con người ngày hôm nay bạn ngồi tại đây, tôi cảm ơn Chúa vì khuôn mặt ngồi tại đây.
Nhưng có những con người không có mặt tại đây, mặc dù là người trong hội thánh, họ không phải là người kém yêu Chúa hơn bạn đâu. Chưa chắc có những con người ngồi tại đây yêu Chúa bằng những con người chưa có mặt tại đây. Bởi vậy cho nên hãy nhớ đừng xét đoán những người không có mặt tại đây. Trong trại đông vừa rồi có nhiều người không có mặt trong trại đông. Hội thánh chúng ta gần 200 người, chúng ta có khoảng 100 người tới dự trại, một nửa ở nhà. Có ai đã nói rằng hội ở nhà không tận hiến, hội ở nhà không yêu mến Đức Chúa Trời? Đừng bao giờ nói câu nói như vậy. Và nếu bạn được nghe ai nói câu nói đó ra khỏi miệng, bạn hãy nói với họ rằng hãy câm cái miệng lại. Và nếu không câm nói, hãy lấy cái băng dính mà dán miệng lại. Bạn lấy cái gì để đo người ta? Bạn có hiểu được họ trả giá như thế nào không? Một gia đình 4 đứa con đến kỳ trại, 600 đồng tiền đóng trại. Hãy hỏi họ cuộc sống của họ hàng ngày, hàng tháng có đủ tiền sống không? Tốt nhất đến mang tiền giúp họ đi, hơn là trách họ tại sao không có mặt trong kỳ trại. Tôi nói khi họp các mục sư và trưởng lão, tôi nói rằng có nhiều người ở hội thánh chúng tôi tại Berlin không đủ tiền đóng trại 3 năm 1 lần đâu, 1 năm 3 lần đâu. Bởi vì họ, nhiều người họ nhận hát phía. Dân sự của chúng tôi tại Berlin họ nghèo. Tất nhiên chưa phải là họ nghèo đâu, họ sẽ giàu trong tương lai. Nhưng hãy thông cảm với người Berlin của chúng tôi. Phần lớn họ là những người tị nạn, phần lớn một nách mấy đứa con, họ không thể đủ tiền trang trải mọi nợ nần như nhiều người có công ăn việc làm tại Tây Đức. Hãy thông cảm dân sự của chúng tôi. Đừng có chỉ trích, đừng có thấy rằng hội thánh Berlin đông người nhất trong tổng hội, tại sao lại ít người đến dự kỳ trại? Xin lỗi, tôi là người chăn của họ, tôi hiểu họ hơn. Hãy thông cảm và cầu thay cho chúng tôi. Đến một ngày Chúa nhấc trong Berlin lên 10 triệu phú, 20 triệu phú thì họ sẽ bao hết tất cả hội thánh đến kỳ trại. Cảm động lắm anh chị em. Có những người họ tới kỳ trại không một đồng xu dính túi, họ vay tiền của người khác để nộp tiền trại. Bạn có hiểu được không? Bạn có hiểu cho những con người không có tiền đi đóng trại không? Bởi vậy cho nên thôi anh chị em, nào, năm 2014, sứ điệp đầu tiên mà tôi nói với anh chị em, hãy có lòng nhân từ với những người khác. Hãy có lòng nhân từ với những người khác. Trước khi nói họ, hãy suy nghĩ cụ thể, đặt những câu hỏi để mình có thể bước vào thế giới của họ. Amen. Amen. Tại Ukraine có một nhân vật đến gặp mục sư trưởng, nói rằng: mục sư ơi, mục sư của chúng tôi, người chăn bày đã đuổi lắm, không phải đến từ Đức Chúa Trời. Vì mục sư trưởng nói rằng cái điều gì mà anh nói ông ta là người không phải đến từ Đức Chúa Trời. Mục sư tưởng tượng trong khi ông giảng, ông đá cái chân một cái như vậy, giày nó bay vèo góc kia. Chúa nào hành động kiểu như vậy? Thành ra mục sư nên thay người khác đi. Ông mục sư trưởng nói rằng: em ơi, nếu như phải là tôi ở trong một buổi hội thánh lúc đó đó, tôi sẽ lao ra bắt giày của mục sư của tôi, mở ra xem nó đã rách ở chỗ nào. Và nó, ông mục sư đi mấy chục năm rồi, giày nó đứt dây và nó cũ lắm rồi nó mới bay ra như vậy đó. Tốt nhất hãy mua cho mục sư của mình đôi giày khác hơn là chỉ trích và nói xấu sau lưng ông ta. Mọi người hiểu không? Có 1001 lý do để bạn chỉ trích người khác. Nhưng bởi sự nhân từ của Ngài, Chúa Giêsu ngồi trên thiên đàng bên phải của Đức Chúa Trời Cha, Ngài có hơn 1001 lý do để minh chứng cho bạn biết rằng bởi huyết của ta nó được sự công bình. Amen. Hãy quay sừng lên cạnh nói rằng hãy nhân từ với nhau. Huyết rất là quan trọng. Bất cứ điều gì xảy ra trong sự sống của bạn đều liên quan tới huyết. Xin Chúa ban phước cho bạn ngày hôm nay nghe về huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy cuộc sống chúng ta mỗi lần bị ốm, tới bác sĩ, móng tay có chuyện gì, họ cũng lấy huyết để thử xem có chuyện gì không. Nhiệt độ cao, họ cũng kiểm tra huyết. Tóc rụng nhiều, người ta cũng kiểm tra huyết. Bạn có nhiều mụn lở, ghẻ ở thân thể, họ kiểm tra huyết. Dường như huyết có rất nhiều chức năng mà chúng ta lại không biết nhiều về huyết. Bởi vậy cho nên bạn nói rằng: ôi mục sư ơi, tôi đã được nghe 2-3 bài giảng về huyết rồi, mà ngày hôm nay lại được nghe về huyết nữa sao? Giảng mãi như vậy không chán à? Bạn ơi,
Tôi có khoảng 30 bài giảng về huyết cơ anh chị em. Mới chỉ có 3 bài, còn ít lắm. Bạn ơi, chúng ta có 12 hệ thống trong cơ thể, hệ tuần hoàn, thần kinh, hệ xương, hệ cơ, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Còn nhiều những hệ khác nữa mà tôi không liệt kê ra hết cho bạn tại đây được. Tất cả những hệ thống đó đều liên quan tới huyết. Nếu như huyết mà không làm việc thì coi như những cơ quan đó của bạn bị hỏng. Rồi cho nên bạn ơi, chỉ có một từ huyết thôi, nhưng nó trả lời vô số những nan đề trong cơ thể của bạn và của tôi. Cho nên hãy cảm tạ Chúa vì huyết đang có trong cơ thể của bạn. Amen. Và đặc biệt hơn nữa, hãy cảm tạ Chúa về huyết của Chúa Giêsu. Hãy nói ra miệng của mình là huyết Giêsu. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ tiếp với anh chị em về huyết báu của Chúa Giêsu. Hãy nhắc từ huyết báu của Chúa Giêsu. Cái từ báu đó rất là quan trọng, không phải đơn giản. Nó chỉ là huyết bình thường như tôi và bạn, mà là huyết báu của Chúa Giêsu. Bạn sẽ hiểu vì sao huyết của Chúa Giêsu lại là huyết báu, vì sao nó lại báu và quý giá và đời đời. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau giờ Các Vua 1 đoạn 8 câu 63. Vừa rồi trưởng lão Lê Hoàng Vượng có chia sẻ cho chúng ta biết là chúng ta được dâng hiến chứ không phải là phải dâng hiến. Câu nói rất là hay. Anh chị em ơi, tôi có một người vợ. Tôi được mua hoa tặng vợ tôi. Tôi được mua quà Giáng sinh cho vợ tôi, chứ không phải là phải mua hoa cho vợ tôi. Nếu mà ông đàn ông nào ngồi tại đây mà ông cần chẳng hạn mua bó hoa tặng vợ tôi bảo ai cho phép. Mọi người hiểu không? Bởi vì ông cần không được quyền mua hoa tặng vợ tôi nếu tôi chưa cho phép. Mọi người hiểu tôi đang nói gì không ạ? Tôi được hy sinh, tôi được dâng hiến cho vợ của tôi. Đó là cái quyền lợi chứ không phải là mất mát. Bạn có một thửa ruộng, hợp tác xã đã cho bạn thửa ruộng đó, bạn được quyền gieo hạt giống trên thửa ruộng đó. Ông hàng xóm không được quyền gieo, còn bạn được quyền gieo. Mọi người hiểu không? Bởi vậy cho nên đừng bao giờ nghĩ phải dâng hiến. Còn nếu như bạn vẫn đang suy nghĩ là phải dâng hiến, tôi khuyên bạn từ từ dâng. Cho tới khi lòng của bạn thấy được dâng hiến thì hãy dâng. Còn nếu mà phải dâng hiến, đừng dâng. Cho nên đừng bao giờ bị ép. Hãy làm bởi tình nguyện. Tình nguyện nó mới ra vấn đề. Còn phải là sẽ xuất hiện vấn đề. Amen. Nào, chúng ta cùng nhau xem. Đây là một lần dâng hiến độc nhất vô nhị trong Cựu Ước. Vua Salomon là người giàu có, trước ông không ai bằng, sau ông chả ai bằng, kể cả Bill Gates bây giờ. Salomon là một người khôn ngoan, trước ông không ai bằng, sau ông cũng không ai bằng. Ông để lại cho đời hơn 3.000 câu châm ngôn, mà Kinh Thánh chỉ chép có hơn 1.000 châm ngôn thôi, còn hơn 2.000 khác không đưa vào Thánh Kinh. Ông là một người toàn tài, ông là một người cực kỳ khôn ngoan. Bao nhiêu vụ sử bạn nhìn thấy, kể cả sách Việt Nam, mặc dù những con người chưa biết đến Chúa Giêsu, chưa tin vào Kinh Thánh, nhưng họ đã phải xuất bản ra quyển sách Bí Mật Sự Giàu Có của Salomon. Ông đã dâng một của lễ dâng đặc biệt. Salomon dâng một của lễ thủ ân cho Đức Giê-hô-va, 20.000 bò đực. Muôn đây là vạn đấy, có nghĩa đây là ông dâng 22.000 bò đực, 12 muôn con chiên. Muôn đây là vạn. Kinh Thánh dịch vào năm 1934, ngôn ngữ của người miền Nam cổ ngày xưa thành ra có nhiều từ, ví dụ như Chúa khứng thì con được sạch, khứng đây là muôn, muôn đây là vạn. Như vậy là ông ta đã dâng một lần 22.000 con bò đực và 120.000 con chiên. Mọi người thấy không? Kinh hoàng không anh chị em? 22.000 con bò đực một lần dâng, 120.000 con chiên. Tôi đã hỏi một chuyên gia lò mổ tại bên tiệm khắc. Một con bò đực, bò đực nhé, không phải bò bình thường nhé, không phải bò lấy sữa đâu, bò đực giá đắt hơn. Bò đực trung bình ở bên tiệm khắc, giá bên tiệm khắc không phải bên Đức, giá bên tiệm khắc một con bò đực cỡ khoảng 1.300 euro. Mua một con bò đực giá mà giá bán buôn. Một con chiên để thịt là 400 đến 500 euro một con chiên, con cừu đấy. Như vậy tương đương Salomon đã dâng một lần cho Đức Giê-hô-va. Một lần đó ông ta đã dâng tương đương chi giá 76.600.000 euro, giá tương đương với đô la là 99.580.000 đô la một lần dâng. Kinh không? 142.000 con bò đực và chiên. Bạn thử tưởng tượng cái ngày đó 142.000 con vật đó, nó hú, nó rêu, nó ca, nó la, nó đói để đợi bị giết đó. Kinh hoàng.
phải tương đương với mấy chục hecta đất để chứa gần đấy con vật, bao nhiêu sư đoàn thầy tế lễ để giết mổ. Bà thử tưởng tượng, có thầy tế lễ phải đi đếm 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, sao mà nhiều thế cơ, mà nào là con vật đứng. Chưa kể trung bình mỗi một con mà đổ huyết ra, nó tương đương cỡ 1 triệu lít máu đã đổ ra ngày hôm đó. Cái bàn thờ dâng của lễ đó không biết nó lớn bằng ngần nào. Anh chị em ơi, cái ngày đó tôi tin rằng Solomon đặt là ngày huyết. Ông dâng một lần xấp xỉ 100 triệu cho Đức Giê-hô-va. Nhưng bạn ơi, nó không quý giá bằng một lần dâng của một đấng sau ông ta 1.000 năm, được chép trong Phê-rơ 1 đoạn 1 câu 18-19. 142.000 con bò đực và chiên đây không cứu được mạng sống của tôi và bạn. Phê-rơ 1 đoạn 1 câu 18-19. Hãy nhìn lên màn hình lời Chúa nói rằng: Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát. Hãy nhắc lại cùng tôi từ vật hay hư nát. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng. Như vậy bạc và vàng của bạn nó cũng là vật hay hư nát. Amen. Kể cả nó không bị oxy hóa, nó không bị gì, nhưng nó cũng là một vật hay hư nát. Có nghĩa là nó không trường tồn, nó chỉ thuộc về đời này thôi, còn cõi đời đời không mang theo nó được. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không gia chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Bèn là bởi huyết máu của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Hãy nhắc lại cùng tôi, huyết máu của Đấng Christ. Như vậy có nghĩa là Phê-rơ đã nói câu nói trước rằng chúng ta được chuộc khỏi tội của Adam và Eva không phải bởi những vật hay hư nát, mà bởi huyết máu của Chúa Giê-xu. Như vậy huyết máu của Chúa Giê-xu được tương đương với vật không hư nát. Phía trên, chúng ta được chuộc không phải bởi vật hư nát, mà bởi huyết máu. Như vậy Phê-rơ muốn công bố cho tôi và bạn rằng tôi và bạn được chuộc, được sạch tội, được làm con cái Đức Chúa Trời bởi huyết máu của Chúa Giê-xu. Huyết của tôi là huyết bẩn. Việt Nam vừa rồi nhiều báo kêu gọi đừng ăn tiết canh, đừng ăn tiết canh, đừng ăn tiết canh, đừng ăn tiết canh, vì bệnh truyền qua máu kinh hoàng lắm. Mấy cậu bạn ở Nga bảo tôi rằng: Hùng ơi, Trần ơi, tao về Việt Nam thấy ở Việt Nam nhiều ma cà rồng lắm. Tôi tưởng nó nói đùa. Mà tại sao là một ma cà rồng, tao vào quán thấy nó húp cái một cái bát gì đó vào miệng này xong nó đưa cái bát xuống một cái thấy máu chảy trong lòng đi. Hỏi nó là cái gì, nó bảo là máu của vịt, tiết canh vịt, ma cà rồng. Nói rằng bà tại sao lại uống huyết, chúng nó nói rằng để cho nó bổ. Bạn ơi, bổ gì mà tại sao người Việt Nam trông nó khỏe mạnh thế này, còn mấy ông Tây không bao giờ uống huyết, họ có to đùng thế kia trông người yếu đuối thế. Mình ăn chất bổ mà toàn những người lòng không leo khoèo. Bạn ơi, chúng ta đang đưa cả một cái xô bệnh tật vào miệng của tôi và bạn đấy. Mọi người hiểu không ạ? Đường truyền nhiễm kinh hoàng nhất vào thế kỷ 21 là qua huyết đó anh chị em. Tất cả những căn bệnh mà không thể trị nổi từ bò điên, từ gà bị cúm, từ lợn bị mắc dịch đều dẫn bởi huyết đó anh chị em. Thành ra lời Chúa đã dạy chúng ta hàng 4.000 năm trước đừng ăn huyết. Mọi người hiểu không? Không cần khoa học phải chứng minh, Chúa là đấng tạo ra những quy luật tự nhiên. Và khi bạn nghe lời đấng tạo ra quy luật tự nhiên đó, bạn không cần họ phải khám phá ra, bạn đã có lợi trước rồi. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên huyết của Chúa Giê-xu là huyết máu. Còn huyết của tôi và huyết của bạn có thể mang một số căn bệnh tiềm ẩn từ bên trong. Huyết của Chúa là huyết máu. Amen. Hãy nhắc ra miệng của mình nói: huyết Giê-xu là huyết máu. Và tại sao huyết của Chúa Giê-xu lại là huyết máu? Chúng ta cùng nhau xem Khải Huyền đoạn 5 câu 9 câu 14. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Khi tôi chuẩn bị cái đề tài này, trong khi vợ và con tôi còn đang ngủ, tôi ngồi ghi ra và chỉ muốn khóc trước mặt Chúa thôi. Chúa ơi, sao Ngài yêu con thế? Ngài yêu con đến nỗi đã trao sự sống của Ngài cho con. Huyết máu của Ngài đổ ra vì con.
Tại sao huyết của Chúa Giêsu lại là huyết đời đời? Bởi vì trên thiên đàng huyết đó vẫn còn hành động. Nào, chúng ta cùng nhau nhìn lên màn hình câu Kinh Thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở trước ấn ra, những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Tiếp theo, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đoạn tôi nhìn xem nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão có tiếng của vô số thiên sứ. Thiên sứ hàng muôn, hàng ngàn, hàng vạn, hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng Chiên con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng lên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con vật, bốn sinh vật đều nói Amen và các trưởng lão sấp mình xuống mà thờ lạy. Đoạn Kinh Thánh 5 câu vừa rồi cho tôi và bạn biết trên thiên đàng chúng ta có sự nhận biết Ngài và thờ lạy Ngài. Trên thiên đàng huyết của tôi và bạn đã bị chôn dưới đất này, nhưng ở trên đó huyết của Chiên con, không có huyết của Mary, không có huyết nào của Joseph, chỉ có duy huyết của Chiên con được hát ngợi khen tại nơi đó, bởi vì huyết đó là huyết đời đời. Amen. Tại sao lại là huyết đời đời? Vì Giêsu là đấng đời đời, không hề thay đổi. Huyết Ngài không thay đổi. Khải Huyền tiếp theo đoạn 7. Vừa rồi chúng ta được nghe về ca ngợi huyết. Chúng ta bây giờ cùng nhau nghe tiếp đoạn Kinh Thánh. Đây là trên thiên đàng đấy, không phải tại Berlin đâu. Nó nằm ở trên thiên đàng, ở nơi mà chúng ta đang hướng tới đó. Sự ấy đoạn tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước Chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi, thuộc về Chiên con. Và hết thảy thiên sứ đứng vòng xung quanh ngôi và xung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sấp mặt xuống trước ngôi mà thờ lạy Đức Chúa Trời, mà rằng Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền pháp và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Ngài lại phán cùng tôi rằng đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên con. Giặt và phiếu trắng áo của mình qua huyết của Chiên con. Hallelujah. Ô anh chị em ơi, không có một cái tội nào mà huyết Chúa Giêsu bất lực. Tội gì Chúa Ngài cũng rửa sạch. Tội gì Chúa Ngài cũng rửa sạch. Bạn được nghe một vị mục sư trong trại đông vừa rồi kể là một câu chuyện một tên tướng cướp thờ lạy ma quỷ tại vùng đất Liberia. Ông ta đã đâm chết 1,000 thiếu nữ để dâng tế lễ cho Satan. Cùng với đội quân của ông ta giết hơn 20,000 người dân Liberia. Và cuối cùng một vị mục sư tới làm chứng trong sào huyệt, trong hang động của ông ấy. Nhiều ngày ông ta đã tin Chúa Giêsu và ra đầu thú. Ông ta kể lại câu chuyện mà vị mục sư được nghe đó là lúc ông ta đã là người nhà truyền giáo. Bạn ơi, Chúa nói với ông ta rằng không có tội gì huyết của ta không rửa sạch. Nhưng hãy lắng nghe này, khi bạn được Chúa tha tội nhiều, bạn sẽ yêu Chúa nhiều và bạn sẽ chịu khổ vì Ngài nhiều hơn. Mọi người hiểu không ạ? Amen. Tôi ngày xưa chửi Chúa nhiều lắm, chống đối Chúa nhiều lắm, phản bác Chúa nhiều lắm, cười cợt Chúa nhiều lắm. Nhưng bạn ơi, huyết của Ngài quyền năng để rửa sạch hồng trắng. Để khi nó tin Chúa, khi tôi tin Chúa Giêsu, Chúa rửa sạch tôi. Và Ngài nói rằng, ngươi được cứu để chịu khổ vì ta. Chuyện sau này khi đi truyền giảng, bị ai đó khích bác chửi bới, tôi thông cảm với họ lắm anh chị em. Tôi biết rằng họ cũng giống như tôi ngày xưa. Tôi thầm nói trong lòng khi cơn tức nổi lên, tôi nói rằng, không sao Hùng, ngày xưa mày còn hơn thế cơ. Sớm muộn gì mày cũng đã trở thành mục sư hầu việc Chúa rồi, thì con người này hãy để cho họ có cơ hội.
Amen. Những kẻ xét đoán người khác chỉ đơn giản, họ chưa rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hãy lắng nghe này, sớm muộn gì bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh đó đấy bạn. Bạn xét đoán người khác tội gì, bạn đang gọi tội đó tới với bạn đó anh chị em. Hỡi anh chị em, đừng xét đoán. Nếu họ mắc tội, hãy đến gặp thẳng họ mà nói. Đừng nói sau lưng và đừng thêm kết luận của mình vào. Amen. Amen anh chị em. Hãy vỗ tay cảm tạ huyết của Chiên Con. Hallelujah. Huyết của Chúa Giêsu được tôn cao trên thiên đàng. Huyết của Chúa Giêsu được ngợi ca trên tên thiên đàng. Vì đó là huyết báu, huyết không hư nát và huyết đời đời. Câu hỏi, vì sao huyết Chúa Giêsu lại là huyết máu? Được trả lời trong Công vụ đoạn 20 câu 28. Nguyện Chúa hãy tỏ cho mỗi chúng con tại đây về huyết báu. Bạn ơi, nếu bạn hiểu về huyết báu, chỉ cần bạn nói một câu nhân danh Chúa Giêsu Christ, Satan, người đã bị bại trận bởi huyết Chúa Giêsu, lập tức nó bỏ chạy. Hãy hiểu về huyết của Chúa Giêsu và tin ứng dụng. Đừng biến nó thành câu vừng ơi mở cửa ra của Alibaba. Ma quỷ không sợ bạn nói thuộc lòng, nhưng nó sợ bạn tin vào dòng huyết đó. Bạn tin bởi vì bạn được nghe, được tin đến bởi sự người ta nghe về huyết quyền năng và máu của Chúa Giêsu. Ma quỷ nó sợ điều đó. Phaolô tập hợp các người mục sư và trưởng lão thành Ê-phê-sô lại. Trong một bài ông chia sẻ và kêu gọi, có một câu được trích ra từ trong bài đó. Phaolô nói như sau này: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Huyết mình ở đây là huyết của ai anh chị em? Đọc kỹ xem có từ Giêsu nào trong đó không? Đọc lại này, chú ý nha. Hãy nói những gì Kinh Thánh nói, đừng nói cái gì Kinh Thánh không nói. Đọc kỹ câu này cùng tôi này: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà ngài này đây, ngài này đây, này nhìn vào mạch văn, ngài này là Đức Chúa Trời mà ngài đã mua bằng chính huyết mình. Đức Chúa Trời khẳng định rằng huyết của Chúa Giêsu là huyết của Ngài. Huyết đó là huyết của Đức Chúa Trời. Người ta kiểm tra Dani và Jeremy biết ngay là con của ai, vì trong đó có huyết của tôi. Mọi người hiểu không? Trong hai thằng con tôi có huyết của tôi. Trong vợ tôi không có huyết của tôi. Trong vợ tôi có huyết của bố vợ tôi. Đức Chúa Trời khẳng định hội thánh tôi và bạn được chuộc bằng huyết Chúa Giêsu, và huyết đó là huyết của Ngài. Huyết đó là huyết của Đức Chúa Trời, huyết đời đời, huyết không phải bởi Adam, huyết không tội lỗi, huyết không tì không vết, và đó chính là điều tại sao nó được gọi là huyết máu. Cảm ơn Chúa ban trật tự. Sứ điệp rất là quan trọng anh chị em. Bạn hãy tiếp nhận nó để ứng dụng cho con của mình. Bạn phải thay đổi trước, sau đó con bạn sẽ thay đổi. Trên máy bay Việt Nam Airlines khi bạn bay về Việt Nam, trong đó người ta hướng dẫn khi máy bay có sự cố, ở đó nói rằng nếu bạn đi cùng con của mình, khi có sự cố, bạn phải lấy cái ống thở đó cho bạn trước, cho con bạn sau. Dường như thấy nó là ích kỷ, nhưng giải thích như sau: trong khi hoảng loạn, nếu bạn chết, không ai cứu con bạn đâu. Trong vòng một vài giây đó, bạn phải làm cho bạn trước để bạn sống trước, rồi sau đó mới giúp được con của bạn. Bạn phải ứng dụng huyết của Chúa Giêsu cho bạn trước, rồi sau đó ứng dụng trên con của bạn. Hỡi bậc phụ huynh, hỡi những người cha, người mẹ, hãy vì con, vì dòng dõi, vì gia đình của mình, chính bản thân, hãy nhận biết huyết máu quyền năng của Chúa Giêsu. Đừng theo đạo nữa. Đạo không giúp được, kể cả nó là đạo tin lành. Chỉ có huyết của Chúa Giêsu mới giúp được bạn và tôi thôi.
Hãy dừng lại thời gian đi theo đạo đi. Đừng làm một số những thói quen của bạn. Đừng chấp nhận những điều mà bạn không được tỏ ra từ Đức Chúa Trời. Hãy hỏi cho bằng được. Huyết của Đức Chúa Trời, huyết của chiên con. Hallelujah. Phaolô được Chúa Thánh Linh bày tỏ rằng Đức Chúa Trời đã lập những người chăn bày để chăn dắt hội thánh của Ngài, mà chính Ngài đã chuộc bởi huyết của mình. Hãy nhắc lại, huyết Chúa Giêsu là huyết của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Bởi vậy cho nên tại sao nó mới là báu? Chúa Giêsu phải chuộc tội cho con người. Ai là người ngồi tại đây không hề phạm tội bao giờ? Giơ tay tôi xem nào. Không có đúng không? Ngay cả đứa trẻ trong bào thai, ai đang mang thai tại đây? Ai mang thai? Giơ tay tôi xem, có ai đang mang thai không? Không có, chị Hiền giơ tay à? Ok. Bào thai ở trong bụng mẹ nó đã là một tội nhân rồi, mặc dù chưa sinh ra. Hãy lắng nghe. Tội nhân từ trong máu, chứ không phải bởi phạm tội mới trở thành tội nhân. Tội nhân chắc chắn sẽ phạm tội từ trong ruột, trong bụng mẹ đã là tội nhân rồi. Bởi vậy cho nên khi đứa trẻ không ai dạy nó nói dối, nó đã nói dối rồi. Không ai dạy đổ tội cho anh trai nó đã đổ tội rồi. Mọi người hiểu không? Tôi biết tôi lắm, tôi biết hai con tôi lắm. Có ai dạy đâu. Ở trong xã hội này có ai có trường đại học dạy phạm tội đâu. Người ta dường như phạm tội thành giáo sư rồi. Nó nằm trong máu vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta phạm tội, chúng ta là tội nhân từ trong bụng mẹ. Bạn nói rằng khó hiểu quá. Dạ, một thí dụ khác. Về quê Nam Hà, quê tôi hồi nhỏ, tôi rất thích ăn quả sung chín. Mỗi lần sung dùng ăn nó ngọt lắm, nhưng tôi có một nỗi sợ là cứ bóc sung ra là muỗi bay ào ào. Tôi sợ nhất là muỗi. Còn ăn thì thích, nó ngọt, nhưng mà muỗi thì lại ngại. Mà khi ăn xong là phải có một ông anh họ đó, ông của nhà quê sẵn, ít tuổi hơn tôi nhưng là anh họ. Ông phải thổi cho muỗi bay hết, sau đó kiểm tra không còn muỗi đó mới ăn quả sung đó. Tôi không hiểu tại sao sung lại nhiều muỗi thế. Quyết định một mình ở nhà bà bác bên ngoài, tôi ra dưới gốc sung chọn một quả mà không có lỗ thủng nào, kiểm tra rất là kỹ càng và biết chắc rằng muỗi không có cơ mà lọt vào. Bóc ra bẻ ra, muỗi ở bên trong lại bay ào ào. Lạ thật, không có lỗ mà muỗi lại có bên trong. Thậm chí có những lần tôi cho quả sung ngâm nước thật lâu để cho nếu mà có lỗ thủng nước nó chui vào, muỗi chết hết ở bên trong rồi. Nhưng mà mở ra muỗi vẫn cứ bay ào ào, chứng tỏ rằng quả sung không có lỗ. Vậy tại sao sung lại có muỗi mọc cánh? Người ta giải thích rằng khi hoa sung nở, muỗi đẻ trứng, và khi nó kết nụ, càng chín dần trứng muỗi càng lớn ra và nở ở bên trong quả sung. Khi sung chín rơi xuống đúng là lúc muỗi bay ra. Bạn ơi, cái thai ở trong bụng mẹ nó là quả sung, nó là bông hoa đang nở, và ma quỷ đã qua Adam gieo muỗi trong máu rồi, muỗi đó là tội lỗi gieo vào trong lòng rồi, lớn dần nó ra đời. Và khi chân tay chưa cựa quậy, nó chưa biết phạm tội đâu, nhưng mắt nó đã nghĩ ra tội rồi đấy. Con mắt ngây thơ đó nghĩ ra tội rồi, cho tới khi nó có cơ hội phạm tội là phạm tội. Bạn ơi, mèo chắc chắn bắt chuột dù cắt cả bốn chân. Mọi người hiểu không? Mèo không có chân nhưng chuột chạy ngang qua nó, nhưng mà chân hết rồi thì nó không bắt được thôi. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu tôi đang nói không à? Bởi vậy cho nên huyết của chúng ta là huyết tội lỗi. Và bây giờ tiền công tội lỗi là sự chết. Chuộc cái chết đó thì bắt buộc phải có một của lễ thay vào. Của lễ đó thứ nhất phải là người. Làm sao được có chuyện lấy bò chết thay người được. Amen. Amen. Anh chàng Tân tại đây có một chiếc xe Mercedes quá xịn. Ông Cẩn nói rằng cho chú mượn cái xe Mercedes chú đi cái. Đi mua ít đồ và nói rằng mất xe rồi. Tân bảo mất phải đền chứ. Ok, chú sẽ đền. Mang cái xe Dacia của một số tới giả cho Tân. Tân bảo tại sao cái này?
mất xe nào phải đền xe đấy. Ông Cần nói rằng thì nào cũng là xe, mất xe kia thì tôi đền xe bò. Xin lỗi, người phạm tội muốn cứu được mạng sống của người thì phải là một người chuộc tội. Amen. Điều thứ hai, cái người chuộc tội đó lại phải không có tội cơ. Chứ bây giờ anh còn nợ tôi mà lại đi trả nợ cho người khác, chuyện là chí phèo. Mọi người hiểu không? Chí phèo đi trả nợ. Ông đang nợ tôi còn trả nợ cho ai? Trả nợ cho mình chưa xong, chứ làm sao trả nợ cho người khác được? Bởi vậy cho nên Chúa Giêsu của tôi và của bạn thỏa mãn hai điều kiện. Một, ngài phải là người, phải sinh ra từ một người nữ. Có ai tại đây giống như Tôn Ngộ Không không? Không cần đẻ được từ mẹ để cứ chui từ đá chui ra là con khỉ đá. Bạn có phải là con khỉ đá không? Xin lỗi, không có ai tại đây là khỉ đá cả. Amen. Chúng ta đều sinh ra từ một người mẹ để mà có thân thể. Điều thứ hai, vô tội phải không có máu của cha mình trên đất này. Bất cứ dòng máu của người cha nào trên đất này đều có tội từ bên trong. Chúa Giêsu phải thỏa mãn hai điều. Một, sinh ra từ người nữ, đồng trinh. Tại sao đồng trinh? Bởi vì không ăn ở với người nam nào thì mới đồng trinh. Phải sinh ra từ người đồng trinh để có một thân thể như tôi và bạn, để chuộc tội cho con người. Hai, dòng máu phải vô tội. Và bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu nhé. Sẵn sàng chưa? Trước khi dự tiệc thánh, ma quỷ nó giận điên người đấy. Nó đứng ngoài kia mà cầm tức, nó chân dẫm đành đạch như vậy. Nó bảo cái bọn này nó đang được học về bom nguyên tử đây, sắp tới nó sẽ sát phạt chúng ta đây. Quỷ sứ ơi, tà ma ơi, chạy khẩn trương. Bạn hiểu không? Nếu Chúa mở mắt cho bạn nhìn thấy nó đang tức tối ở ngoài kia kìa, nó đang tập hợp để nó tấn công cộng đồng của chúng ta. Nhưng bạn cứ để cho nó làm gì nó làm. Việc của chúng ta cần phải nạp năng lượng. Amen. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln nói rằng, nếu ai đó cho tôi 5 năm để cưa cây thì 4 năm đầu tôi sẽ mài lưỡi rìu, còn đến năm cuối cùng mới chặt cây. Bạn ơi, đừng lao ra chặt cây vội khi lưỡi rìu cùn mà lại không biết chặt. Cây đổ vào người là chết cả lút. Mọi người hiểu không? Thành ra nếu cho ông ấy 5 năm chặt cây, ông sẽ 4 năm mài lưỡi rìu và học cách cưa cây, năm cuối cùng mới cưa, nó có hiệu quả cao hơn và không làm đổ vỡ người khác. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, hãy nhận biết về huyết báu của Chúa Giêsu. Xin mời ban kỹ thuật bật câu kinh thánh Luca đoạn 1 câu 34 câu 35, không cần sáng thế ký nữa. Luca đoạn 1 câu 34 35. Cảm ơn về ban kỹ thuật lòng đáng yêu. Mục sư đưa câu kinh thánh gần 10 câu ngày hôm nay, bị chậm mà vẫn kịp. Super. Tôi ước ao cho thanh thiếu niên chúng ta đều thành đạt. Thành ra, hỡi các con thiếu niên và thanh niên, nếu các con đang suy nghĩ để tìm kiếm nghề nghiệp trong tương lai của mình, hãy gọi điện thoại xin mục sư Tạch Minh, chúng ta cùng ngồi nói chuyện với nhau để làm sao cho các con đạt được hiệu quả cao nhất trong cuộc sống sau này của các con. Amen. Chúng ta cần có rất nhiều những chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau. Bạn có thể chuyên gia về kỹ thuật nhưng vẫn có thể hầu về Chúa được. Nào, hãy cùng nhau nhìn lên. Khi mà thiên sứ xuất hiện với Mary, nói bà được ơn và sẽ mang thai, Mary bèn thưa rằng, tôi chưa hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có sự đó. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi. Ban quay phim nó nhỏ nhỏ chút, không là phá bài giảng của mục sư nha. Không đơn giản đâu anh chị em, họ quay như vậy đấy. Nhưng mà còn một người nằm ở trong kia kìa, người ngồi ở trong phòng kín ấy kìa. Họ đang ngồi, họ theo dõi hết tất cả những người ngồi tại đây, ai ngủ gật, ai làm gì ở trong kia, họ nhìn thấy hết. Mọi người hiểu không? Anh Hoài là ai đang ngồi trong kia kìa. Họ lấy phần này, họ lấy phần kia, họ lấy phần kia, họ cho vào cái băng chính. Họ ngồi trong kia. Bạn tưởng không ai nhìn thấy. Thành ra tôi khuyên anh chị em, thứ nhất, ăn mặc thật là đẹp. Thứ hai, cầu nguyện với Chúa cho tối thứ bảy ngủ sớm, để bạn không cần sự trợ giúp của bài giảng để ngủ cho nó ngon. Có mấy người ngồi nghe giảng, tôi thấy cứ mỗi lần tôi giảng cái gì, tôi bảo xin phép anh chị em, tôi muốn anh chị em amen nhưng mở mắt cả. Amen, amen, amen. Đi ngủ gắt. Và có một số người còn đặc biệt hơn, nhìn tôi chăm chú như vậy, rất là chăm chú. Tôi đi lại trước mặt, đầu họ không hề thay đổi. Tôi phát hiện ra có chuyện gì. Hóa ra họ ngủ gật mở mắt. Họ
Họ học cách ngủ mở mắt mà ngủ. Ok, nào chúng ta cùng nhau lên phía trên này. Cái người trong kia nhìn thấy hết. Có một đấng còn nhìn thấy rõ hơn anh Hòa ngồi trong kia nữa. Đó là Chúa Trời nhìn thấy hết tất cả chúng ta làm. Amen. Nào hãy nhìn lên trên này. Thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi. Quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Long có thể bật sáng thế ký lại nào. Muốn hiểu câu này phải hiểu câu trước. Đây là Chúa Giêsu sẽ được hoài thai. Còn câu sáng thế ký. Sáng thế ký mà trước cái câu kinh thánh này đó. Sáng thế ký đoạn 2 câu 7. Ok. Để ý này. Xem Adam đầu tiên được tạo dựng kiểu gì. Rêu và Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sanh linh. Hãy nhắc lại cùng tôi từ sanh linh. Sanh linh có nghĩa là linh hồn sống. Linh hồn sống là nhờ máu hành động trong cơ thể người ta. Và Adam này không hề biết dòng máu của cha mình. Trong thanh niên có lần ở bên Nga họ đặt câu hỏi: đố anh chị em, người nào, đàn ông nào đẻ ra mà không có rốn? Người đàn bà nào đẻ ra lấy chồng mà lại không biết bố chồng? Mọi người không biết trả lời làm sao? Anh trả lời rằng đó là Adam và Eva. Adam không được cắt rốn, thành ra là không có rốn. Vì đâu có mang thai đâu mà cắt rốn. Còn Eva đó, lấy chồng không phải phục vụ mẹ chồng sung sướng. Sao có cười? Mấy thiếu niên thích lắm đúng không? Ok. Ở đây là một sự tạo dựng ra Adam, loài người một cách siêu nhiên. Câu kinh thánh lúc ca vừa rồi mà con bật lên đấy. Sinh khí hàm lỗ mũi. Và bây giờ này, cũng Đức Thánh Linh, cái hơi thở đó sẽ đến trên bà Mary. Và quyền phép của Đức Chúa Trời, nhìn này, quyền phép của Đức Chúa Trời sẽ che phủ ngươi là Mary đó dưới bóng cánh của mình. Cho nên con thánh, nhắc lại từ con thánh, con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu được tạo dựng từ Đức Chúa Trời. Có một bài nghiên cứu của một người mục sư cũng là một giáo sư. Mọi người muốn nghe một chút không? Trong một bài viết về quyền năng của huyết, vị mục sư này có viết về cách thụ thai siêu nhiên của bà Mary như sau. Hãy lắng nghe này để biết được rằng huyết báu của Chúa Giêsu là huyết quyền năng của Đức Chúa Trời. Buồng trứng của người nữ hay là trứng của người nữ tự nó không có máu. Trong tinh trùng của người nam cũng không có máu. Khi chúng gặp nhau trong ống dẫn trứng thì đó là lúc thụ thai. Sự sống mới bắt đầu lúc đó. Tế bào máu xuất hiện thuộc từ cha và mẹ. Loại máu được quyết định vào giây phút thụ thai. Từ đó về sau, sự sống đó được bảo vệ bởi cái nhau. Khi có bất kỳ chất nào từ máu người mẹ chảy vào bào thai, Kinh Thánh nói rất rõ ràng Đức Thánh Linh chính là tác nhân thiên thượng đã khiến sự đầu thai Chúa Giêsu ở trong tử cung của bà Mary. Do đó, đây không phải là sự mang thai bình thường, nhưng là một hành động siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Trong sự gieo cấy Đức Chúa Trời của con Ngài đã có, đó là ngôi lời đấy, vào tử cung của bà Mary. Vì huyết đặc biệt và quý báu nên nó không thể tiếp nhận bất cứ điều gì đến để Mary có thể chu cấp từ dòng máu thuộc về Adam cho chiên con không tì vết của Đức Chúa Trời. Tất cả huyết của con trẻ là Chúa Giêsu đến từ cha Ngài, từ thiên đàng, bởi một hành động sáng tạo siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Huyết của Chúa Giêsu không hề có một vết gì của tội lỗi mà Adam đã làm. Đó chính là huyết báu quyền năng của chiên con. Amen. Bạn ơi, tội của bạn, tội của tôi, bất kỳ một con người nào trên đất này được chuộc bằng huyết báu của chiên con. Huyết báu đó ma quỷ sợ kinh khiếp. Huyết báu đó không có một chút nào từ Adam, không có một chút nào từ Eva. Nó đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài gọi đó là huyết Ngài.
Huyết của Mary khi bà chết nó tan vào đất thối, còn huyết của Chúa Giêsu bây giờ vẫn sống ở trên thiên đàng. Ngài cầm chén huyết đó để chuộc tội cho tôi và cho bạn, rửa sạch tội cho tôi và cho bạn. Bởi vậy cho nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời bởi huyết của Ngài. Amen. Hãy cùng nhau đứng dậy nào. Cô-rinh-tô 1 đoạn 15 câu 45. Trước khi chúng ta cầu nguyện, Cô-rinh-tô 1 đoạn 15 câu 45 nói rằng, chúng ta trong Kinh Thánh nói về hai Adam, một Adam đầu tiên phạm tội và một Adam sau cùng. Không phải là Adam thứ hai nhá. Kinh Thánh không có Adam thứ ba, chỉ có Adam đầu tiên và Adam sau cùng. Adam đầu tiên phạm tội, còn Adam sau cùng là Chúa Giêsu. Và lời Chúa nói rằng cả hai Adam này đều không có dòng máu từ cha xác thịt. Adam đầu tiên được thẳng từ Đức Chúa Trời bởi hơi thở tạo dựng ra ông. Adam sau cùng là Chúa Giêsu, được thẳng từ Đức Thánh Linh đến bao phủ, đều không mắc tội trong huyết. Nhưng lời Chúa nói Adam đầu tiên phạm tội, Adam thứ hai đã chiến thắng tội lỗi và sống lại từ cõi chết. Cho nên lời chép rằng Adam thứ nhất đã nên linh hồn sống, còn Adam sau hết là thần ban sự sống. Chúa Giêsu ban sự sống cho tôi và bạn nhờ huyết máu, nhờ quyền năng sống lại của Ngài. Amen. Chúng ta hãy đến nhắm mắt lại cầu nguyện nào. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài dòng huyết máu của Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài. Nhờ dòng huyết đó chúng con được sạch tội. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.